Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bầu cử không thể hoàn thành thành công nếu không có sự tham gia tích cực của người dân. Người dân cần hiểu quyền, trách nhiệm của mình cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu để tích cực tham gia bầu cử. Mọi người, thì theo mình tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là một hình thức dân chủ trực tiếp. Điều này thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong một nước, trong việc xây dựng nhà nước của chúng ta nói chung và xây dựng một cơ quan quyền lực của nhà nước nói riêng. Tham gia bầu cử, cử tri của Quốc hội, nó thể hiện phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người ứng cử viên sáng giá tiêu biểu phù hợp với ý chí và nguyện vọng của người dân, dùng quyền làm chủ của người dân để thể hiện quyền lực của nhà nước. Và điều này đã đáp ứng được, xây dựng được, hoàn thiện một hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa của Việt Nam của chúng ta trong thời hiện nay. Em xin cảm ơn ạ. Để chọn được người đại biểu xứng đáng thì không thể không nói đến tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân thông qua việc lựa chọn người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc. Trong suốt quá trình bầu cử, người dân được thực hiện quyền làm chủ của mình từ giai đoạn giới thiệu người ứng cử, tham gia các hội nghị cử tri để đóng góp ý kiến, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đến giai đoạn bỏ phiếu trong ngày bầu cử, thể hiện quyền lực nhân dân qua từng lá phiếu. Hãy cùng thể hiện tiếng nói, trách nhiệm của bạn bằng cách tự bỏ phiếu cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.